Đây là Johnny Đặng. Đây là nói tiếng gì coi? Mình qua đây bao lâu rồi? Con thích ăn bún bò Huế. Mày thích ăn bún bò, đâu ai hỏi ăn bún bò, mày qua đây bao lâu mày? Chơi giờ. Nói mày qua bên biển bao lâu rồi? Mình qua đây bao lâu? Không. Mới hôm qua con.